Ở đây mỗi cái gian này thì bây giờ nghỉ qua đêm thì là khoảng 1.450.000 quay đầu mọi người ạ. Đây, xin mời mọi người mình vào cú với mình xem tham quan khu du lịch sinh thái Mằn Phan. Rồi, cảm ơn hai bạn trẻ nhé. Cảm ơn. Xin cảm ơn nhé. Xin chào mọi người, quý vị. Hôm nay Giang Nguyễn, chủ kênh Giang Xê Dịch sẽ xin giới thiệu mọi người về Mằn Phan thuộc thôn Đá Trắng, Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Thôn Đá Trắng thì được biết đây Mằn Phan được biết là khu vực này là một chủ cơ sở thì đã trong cái mùa dịch Covid thì đã có những ý tưởng để xây dựng kiến thiết khu vực này với diện tích là vào khoảng gần 3 hecta thì gồm 4 khu, một khu ẩm thực này, khu cà phê và khu ra ngoại và một khu nữa là chăn nuôi gia súc. Thì let's go, xin mời mọi người cùng mình vào tham quan khu vực Mằn Phan ra sao nhé. Đây là khu vực ẩm thực. Thì xin mời mọi người vào tham quan khu vực ẩm thực. Đây là khu vực nhà hàng tầng 1. Để giới thiệu mọi người, đây là khu vực nhà hàng tầng 1 nhé. Ở đây giới thiệu với mọi người, đây là cái khu nhà hàng phía tầng 2. Ở trên tầng 2 này ngồi được khoảng cỡ gần 100 người. Cái view trên này có thể nhìn được toàn cảnh ở phía dưới. Còn đây phía bên ngoài. Đây là khu vực bể bơi. Ở đây mỗi cái gian này thì bây giờ nghỉ qua đêm thì là khoảng 1.450.000 quay đầu mọi người ạ. Đây mình đến tham quan xem một gian này nó có những cái tiện nghi gì nhé. Đây mình review cho mọi người xem cái gian 1.450.000 quay đầu nhé. Xem trong phòng có những tiện nghi nhé. Đây gian này có một đệm dành 2 người này. Ghế này. Và đây view phía trước. Đây là khu vực công trình phụ.
Đấy, bà xã mình đến đây phát là tranh thủ là ngắm view. View đẹp luôn. Đây núi Mằn đấy. Đây núi Mằn này. Truyền thuyết kể rằng làm sao? Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù tranh vây có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó. Đây có cả khu vực cho thuê trang phục. Đây là vào khu vực lông trại. Mà mấy bạn đuổi theo à? Gà đuổi gà. Gà đuổi gà. Đấy, bạn đây này, bạn đây đang phía dưới này. Đuổi theo đi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin hẹn mọi người ở các video tiếp theo.